Ba thanh niên. Để đây. Con này nhìn như con hươu anh nhỉ? Không khác gì con hươu. Bắt đồ lên chiếc cái này chứ. Con này có vẻ nạc nhỉ? Yeah. Bác. Rửa giấy cho em nó để chuẩn bị cho em nó lên đường. Đây là bát tiết hãm để tí nữa anh em đánh tiết canh các bạn ạ. Phân tiền loại là ba toa ở ngoài kia làm bị sạch chúng mình nhỉ. Còn bao nhiêu quánh không sống hết. Có được thì đúng không anh? Ui, con này được rồi. Có đạt quá đạt. Sao phải thừa? Hả? Đã. Trắng cái lợn cạo nhỉ? Này, như lại ngày 8 năm cái tân hưng này, anh chịu thôi. Hôm nay mổ mấy con anh? Ngày hôm nay đâu có 8 con thôi. Tiền này đâu hết nhỉ? Ôi dồi ôi, xuất từ ca 9 giờ đêm rồi. Sướng nhỉ. Sợ các em này, sướng lắm ấy. Sau 15 phút các anh đã cho thịt răng thịt xương răng xương. Ô ạ. Sao sửa cái cỗ rồi. Này nhà trại nó không có ghế đâu để ngồi. Đóng lấy mấy cái ghế. Đóng lấy ghế. Xong rồi nó đóng ngay cho anh. Cái này là anh lọc để làm sườn chua ngọt đấy à? Lợn này. Mày lọc một nửa mò để cho vào túi thôi. Được không? Cứ đọc thì có gì thế em không cần hết đâu. Yeah. Lột cái này lột hết rồi. Cắt. Lột cái này cắt. Có bạn. Đấy là tùy nhiên. Thế cái sườn đấy còn nấu được chua ngọt không anh? Ui xì. Sườn này chua ngọt đại tương. Ui. Lợn rất ngon các bạn. Đây gọi là quả mông à? Mông. Tìm cả tỉnh mới có ông mổ lợn đẹp dai này. Có bốn đùi gì nhỉ? Nửa kia thôi. Bốn đùi thì dễ ấy anh nhỉ? Bốn đùi dễ chia. Thôi để em tác nghiệp đưa bác lên sóng truyền hình. Làm lòng lợn. Thì em phụ nó có con mẹ nào thế chồng chiếc cứ đăng ký hai ông đi mổ lợn đấy nhá.
Mới để tao còn không phải xem. Thế này đó. Phải là gặp những cái anh bà toa này nó mới giàu có này. Ừ, đúng rồi, chị mới biết cách này. Gặp mấy cái ông nông thôn nội ruộng cái tiền không có nó đưa cho con 50. Đây cứ phát vốn cho các em 5 lít. Đấy. Mà lúc nào cũng thịt ăn được ngập mồm đúng không? Thịt ăn ngập mồm, tiền không. Thích lấy bao nhiêu tiêu thì lấy. Anh đưa hẳn các cái ví tích cứ cầm nào cầm mà tiêu. Lấy mấy anh say rượu về nó còn giấu đi mẹ nó đi uống rượu riêng. Nó lại còn ăn miễn phí. Đúng không? Đấy. Cái này là vùng cao là say rượu rồi cho lên để chở chồng về. Vâng, chở chồng về. Đấy. Nhưng mà quê dân mình là chở thịt. Đấy nhá, anh áo đen là dân tộc Mông nhá. Đấy. Đấy, anh dân tộc Mông anh ấy. Hôm nay à, tiếng Mông vừa xuống đấy. Lâu vừa xuống núi nhá. Anh đang phải lấy xe bò để chở xe. Dân tộc Mông. Bắt đầu anh chở ngược núi. Đấy. Xong một đôi. Năm ngoái bao nhiêu anh? Năm ngoái tỷ 7. Năm nay bảo đòi cố lên tỷ 8 em được không? Thế tình hình nhà anh Lan Điệp nào? Lan và Điệp thì năm ngoái anh thu được hơn trên 3 tỷ. Nếu mà quay cái vườn lan nhà anh bây giờ thì nổi tiếng nhất cái huyện Yên Lập này. Nhưng mà thôi hôm nay cho chú quay cái xi nhà anh. Gia đình không có gì ngoài không cảnh quan gì. Này. Cà này, cà giái dê này. Đấy. Ngải cứu này. Cải này cải mán à? Đấy. Không hề có sâu bọ à, không hề có thuốc thang gì cho nên là lá bị sâu ăn rất nhiều. Đủ thì muốn ăn rồi, không cần nước thì coi như say từ lúc đến ngon. Rau thơm này. Đấy, quất thì đủ nha anh ạ, à. Không thèm hái luôn. Dụng tự nhiên. Dụng chín không? Lợn nữ nên có cái trễ. Ui giời. Rất ngon. Đây, chế đây. Đấy, ui trời ơi này. Chưa cái cục. Đây. Quả tim còn đây, to hơn tim trâu. Bỏ vào phổi. Đây. Cái này. Còn cái chín. Cái canh này cái này gì? Cho luộc lại đi. Cái cắt này cho luộc lại. Quả tim ngon. Tim ra. Nóng hổi các bạn. Nóng hổi. Rau để lúc rồi có những cái loại rau gì anh? Rau răm, rau húng, hành. Các kiểu. Rau răm, rau húng, hành. À còn tí cho tí hạt dổi anh để cho thơm đi. Tí nướng hạt dổi đi. Vâng, cái xương tí băm gọn thôi. Còn cái thịt là cứ đứng từng cục cho nó. Nướng lấy tí hạt dổi cho vào đây. Đi nướng đi chuẩn bị thúc đấy. Vâng, vâng. Cho cái bát đi. Anh Thái ơi. Sang năm một lần coi em nhé. Rau cực kỳ sắc. Chia nhỏ cho vào tủ các bạn. Ăn không hết là cứ mỗi lần là bỏ ra một gói là ok. Không có đóng đá là không thể nào mà. Úi dồi ôi. Phải nghe nhà hàng lai bàn gì gấc này sao mà chia nổi? Chân giò vào đây. Còn 16 cân. 15-16 cân. Thịt lợn vùng núi ngon này cơ mà. Đây là một đùi nhá. Đây chia tiếp một đùi nữa. Đây là vùng núi đây đang thực tập. Bác sĩ đang thực tập thịt nhá. Đây đang cắt ra để thành miếng.
làm bác sĩ cỏ bó quá giờ phải học nghề bác khoa. Ai có nhu cầu gọi em nhá. Ai có yêu cầu này kia ơi. Ở ngã ba thành phố Bình Trị. Đấy. Nói thật đi. Thật. Làm bác sĩ kiểu là cò bó quá giờ thay về làm bác khoa. Cái nghề gì mà sống được là nhưng mà làm nghề này xuống. Đúng rồi. Vừa được ăn lại vừa ấy. Toàn những đồ ngon phải ăn trước thôi. Đấy. Nghề bác sĩ kia làm gì được cái gì mà chấm mút bỏ mồm. Cái tay hôm nay cứ làm cái chê to ăn đã. Chén đồ ngon ăn trước anh ạ. Đúng rồi. Tức là cái gì ngon trong cái con lợn là mình sẽ thưởng thức trước. Ăn trước, những cái giềm gan, giềm kiếc là phải múc trước đi đã. Đúng rồi. Để mai nó ô. Tươi sống chứ. Tươi sống. Ông quên đấy. Được mấy mét lòng anh? Ui sẽ chục mét. 5-7 mét. Có ngon nhất. Này cái đòi múc cái to. Vừa hết đây này. Không là lòng qua tiết cũng ngon anh ạ. Khói quá. Khói chảy tí nước mắt thì nó mới gọi là... Chịu khó thì mới giàu được. Đúng rồi. Không có cái gì ngoài tiền. Các cô vào ngày trước nào mà chịu khói là mới giàu được. Làm sáng này mắt tinh. Mình một tí thì ra chuột. Nghe cái tên nó thấy điện lực ấy, sáng. Các cô ngày xưa này yêu cầu là thằng nào chịu được khói thằng ấy giàu. Đúng không? Cứ sớm ngày ra thì sáng như tối đến là nhà anh em. Này là bằm nhân tiết canh à? Bằm nhân tiết canh gì? Vâng. Bằm đi thôi. Đây đổ đây. Lợn dân tộc lên ăn tiết canh sướng lắm. Các bạn. Đây đang băm đồ tiết canh này khổ quá nhà chủ lại bảo là đã tiết canh này. Rồi chứ. Dã ra. Dã ra tím mà đánh. Đánh trực tiếp hay lúc ăn rắc vào anh? Trộn lẫn luôn nhân đi. Thế là cổ nhọng hay? Ừ, cũng họng đấy. Gia vị tiết canh nhá. Cùng núi là phải có hạt này đấy. Hạt này không có hạt này ăn mất vị tiết canh anh nhỉ? Không có hạt này thì không bị tiết canh. Ý xuôi lấy đâu ra, vùng xuôi lấy đâu ra. Đây là lá chanh chó nhá. Đúng không? Riêng cái lá này chỉ đồng bào Tây Bắc mới có. Nếu tiết canh lợn mà tiết canh dê mà có cái lá này vào thì nó mùi rất thơm. Qua trèo đồ Trung Sơn đấy, lên đèo măng đấy. Các bạn chú ý nhá. Đèo măng đang hái. Lá này rất tươi. Hái về và băm nhỏ ra cho vào bát tiết canh. Ăn một bát muốn ăn hai chứ. Có thể cho vào nước chấm cũng được. Ngoài hạt dổi này, gia vị ra, nhân tiết canh thì các bạn cần thêm gọi lá chanh chó, cái này gọi là lá chanh chó. Khi các bạn cho vào. Chống vặt tí nha, làm cái miếng này chống vặt tí nha. Ôi trời này. Anh em ngon nhất là cái giai đoạn này. Này mà chống vặt thì sướng lắm cái này. Ở ba cái đây, ba nhà cháu về ba. Cái bộ gầu này chống vặt này, có ai nhìn cái bộ gầu lạ. Đây này, anh em này chống vặt nhá. Làm miếng chống vặt, ôi trời ơi, ngon ngon này. Ôi trời, làm miếng chống vặt thì ra đây. Ôi trời ơi. Ôi trời. Rồi đầu tầm mấy mét anh? Đấy, rồi con này phải hơn chục mét. Chuột. Quá nghèo đấy. Này nó còn hơi lòng, nó được vỡ. Vâng. Để thiết thải, thải mấy miếng lòng. Đấy. Thì rất đều nha đấy, từ chúa là chúa này, thấy chưa? Không anh nào cãi được. Nhìn này, bằng nhau chưa này, ơi. Từng cm đúng không? Từng cm luôn.
Đấy, đâu đâu thái nào anh thế. Làm nóng sướng chưa? Bỏng quá anh. Thôi để tí thái không cho. Để chia 4 phần. Đều chưa? Nội tâm. 9 bát tiết canh. Nhân vẫn còn các bạn. Thôi đánh 10 bát thôi anh. 10, 11, 12 bát thôi. Đấy. Rất là đầy. Phần nhân ngon. Để tiết. Đúng không? À, tiết đây anh. Tiết đây này không? Cực đẹp. Ui giời, hãm mẹ này. Cực đẹp. Không chê được mà. Còn cái này thì mình sẽ... Tiết này có mà đánh bao nhiêu? Đây hạt hạt rổi nhá. Đây, tiết canh đây, mở ra nhá. Đấy, một ô lô tiết, hiểu chưa? Đây là rắc hạt rổi vào đây đúng không anh? Rắc hạt rổi đấy hòa nhất lẫn nước được. Tôi được rắc luôn đấy rắc, rắc trực tiếp. Chưa có nước à? Nước đang để nó nguội kìa gì? Nước sôi để nguội nhá. Mì chính nước sôi để nguội. Đây à? Không kia nồi để tiết chốc. Này nó mà thừa đầy tiết. Vâng. Để anh xếp nghệ nhân đánh tiết canh. Đầy tiết. Vừa đẹp đấy, nhờ. Cái đông bắt đầu làm trong này còn tiết làm phủ một lớp kia trước. Ôi, đông tay, bông buông tay phát đông buồn, chưa nhục. Đỏ âu. Tiết nó chuẩn. Và... rời khỏi tay cái đông anh cho ngay là đông anh anh hoáng đều cái để hạt rồi em cho chất sau này khả năng sẽ có chính quyền sẽ phong tặng anh là nghệ nhân tiết canh. Đây lòng đây lòng đấy ngon. Lòng toàn đồ ngon nhá, đấy thấy chưa, đáng đồng tiền bát gạo đấy, sợ chưa các bác ơi, về đồng núi ăn sướng cái này này, vùng núi ăn nó sướng thế đấy, toàn đồ ngon thôi, tiết canh đỏ lừ đấy, thấy chưa, nhanh tay thì không có đồng luôn trên tay đây này, không có đây này, không úp được bát thế này ơi, thấy chưa này, nhìn này đấy, không úp được bát nhá. Lấy lạt để sâu đây, chuẩn bị lấy lạt để sâu. Đầy quá. Mà đánh nhiều quá đấy, thấy chưa? Chẳng có ông nào pha được cái canh như mình. Nói luôn câu. Quán một bát này đánh thành 4 bát, 5 bát đấy. Món này làm nghề thủ đoạn này, biết cái món này là nghe. Anh trong hết. Thấy chưa, sướng chưa? Em pha cái canh này em nói anh không bao giờ phải ngoáy. Thấy chưa? Đấy, đồ này, chanh đây nhá, chanh thử bát nhá. Mày ở đâu em? Lạc đây, lạc, đâu lạc, 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 lạc. Lạc đây, đấy, lạc để... ôi ôi xuống rồi này uống rượu chứ còn em nói tí nữa thì chưa? Nó chạy hết à. Đấy, đến giờ nhậu rồi nhá. Anh chào khán giả cái đi. Ê, làm rồi nhá. Chào mọi người nhá. Cho nó vật vã đây anh em ơi. Đây, chuẩn bị tiết canh nào lợn nóng nhá. Đây là mèo kia đâu? Lúc nào ra? Đây là thành phẩm nhá. Thay anh rót cái. Đây 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 đang bắt đầu đây này, nhiệt triệu dân tộc nhìn xem này. Đấy, đặc sản dân tộc quay này đó, nhìn xem này. Thấy chưa, đựng vào lọ bầu nhá. Nậm bầu nhá. Rót rồi, chén đi. Rồi, đang rót này, thấy chưa, rượu. 4-5 chén liền. Nhìn này, đây, chén rượu nào, đây, tinh, đây, đúng đây, đúng đây, đây, thấy chưa. Bác rượu. Chỉ mang tính chất minh họa thôi. Đây, bác là minh họa, bác uống phải cả cốc 5 chân cơ. Kinh, uống như hoàng ruộng. 5 chân, như cho chén này chả bỏ. Mình chẳng có cái gì ngoài rượu. Chén này chả bỏ. Rượu thì mới là thơ rồi. Đấy, thấy chưa? Nhìn này, đấy, mỗi ông mẹ. Nói chung là chị em phụ nữ bây giờ cứ phải yêu những cái anh không có vợ ấy. Đây, nhập rượu này, rượu gạo truyền thống thế này, đấy, thấy chưa? Còn những cái anh mà nát rượu là nó hay đánh đập, nó hay chửi. Đấy, bắt đầu ăn để rắc vào đấy. Đóng cái vào rồi.
Mày nhà đâu ấy? Đi không. Bây giờ ở đâu rồi? Đấy, nhìn sướng chưa? Đây, chàng chó đi đây, 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 gia vị đây, gia vị đây. Không hết bác. Mời tất cả các anh đi. Bác nghe đây, làm miếng lòng cho nó sầm uất đây. Đây, đây, chế này, ơi, miếng chế sướng chưa? Ơi, miếng chế này, thấy chưa? Ơi, còn thế nhỉ, đây này, nhìn thế này, chế này. Chế là cái gì? Gọi chế nhưng mà thực ra đúng nghĩa của nó là cái gì? Dạ con. Dạ con của con lợn. Đây là dạ con này đấy, miếng dạ con sướng chưa? Còn đây, ngon quá. Dạ tên con về ơi. Diềm gan dày như dạ, là bà chỉ này. Đấy. Mấy nào, rồi nhớ lên. À. Rồi, rồi, rồi. Ôi trời. Ôi chúng ông chủ à, sáng năm nuôi lợn cứ ngon như này nhá. Ngon mà to. Và năm nào cũng nuôi lợn có chế này mới sướng nhá. Như chỉ cái à, mồ côi vợ. Lợn nữ. Nuôi thì chuyên nuôi lợn có chế mà. Rượu chè không phải quá. Uống rượu. Đấy. Em món rượu ăn thì không? Nếu ăn cái này thì phải uống rượu. Chất lượng nào anh? Rồi luôn. Thôi xin mời anh nhé. Anh tiếp nghe rồi. Lòng này ở đất Hà Nội không có. Vào tùng sang. Chỉ có mới Tây Bắc mình mới có cái loại lòng này thôi. Công nhận. Không bao giờ nói phép lòng đúc nó phải là đủ các những gia vị lạc giang lạc kiêng nó mới ngon. Mọi từ khi chế nó to này dày như này à. Mắt không thú của nó muốn thịt nạc còn lắm mềm. Nhìn miếng chế nó phải trắng như này này nó mới là lợn bột này. À lợn mà nếu mà chế mà đen là chế lợn nái. Đen là đẻ thôi. Đây trắng phốc này. Chú phải nói là đen là đẻ thôi. Mà lợn này còn trinh, tuyết. Đây. Lợn này chưa biết gì cả. Lợn này chưa biết gì là miếng chống vật đấy. Mới biết mơ thôi thì đã. Dạ. Mua rồi. Thôi làm cái chén thử chén đây, rượu này cho nó ra rượu. À, ra rượu nào đấy, đấy, thấy chưa? Ừ, mời anh. Hôm nay uống có chục chén thôi. Được, các bạn nhá. Rồi. Đây là dạ dày. Dạ dày. Đấy. Dạ dày nó chứ. Củ đấy, củ đấy. Nó dày như là ấy mà. Gọi là dạ dày. Dạ dày đấy. Ui, ăn sướng lắm. Đấy, mới có 3 chén nó lột áo đấy. Đây, miếng chế. Chế trắng phau. Trắng như là... Đấy, đoạn này chưa chưa sinh sản các bạn. Đấy, đấy. Là thấy mèo rồi hả? Đáng đồng tiền mất gạo. Gọi tao hồn, tội lỗi. Trốn ở đây. Mời các bạn nha. Có thịt thịt diềm gan. Diềm gan, diềm gan này. Dày thế cơ mà. Dày hự luôn. Là các bạn giòn sần sật. Diềm á? Cái diềm lá gan đây. Cái này là ngon nhất đấy. Đây hả? Và cái diềm gan này này. Cái con mổ là nói chung là này mổ lợn là này, nhất gan này. Em thử miếng lá chanh chó này. Rồi em. Đây là nói hoa lợn. Cái gọi là cái nồi lợn. Nhìn ngon nghẻ này này. Ăn giòn. Đây là bộ phận sinh sản của con lợn. Con lợn. Mà nó là đấy. Chỉ có ông mổ lợn mới được ưu tiên thôi. Thế đúng rồi. Những cái ông bà toa mới được ăn cái này thôi. Mấy trăm nghìn cân. Còn thì... không mấy ai được ăn cái này đâu. Nhà nào mà mổ lợn đứt trong mổ lợn đứt thì không ai người ta mổ đâu. Bởi vì nó không có chế. Cái này không có bán. Đúng không? Rồi. Ơ về Việt Trì nó bán hết này. Châu bò bán hết. Ở Việt Trì thì nó là cái môn kinh doanh rồi. 80.000 một cân này. Cái nào? Châu hơn 200 đây. Cái phao câu lợn cái chống vật này nhá. Đấy thấy chưa? Ôi giời ơi này. Đông sắn chả được. Phải lấy sắn này không ai có loại tết canh này này. Châu là giang nhá. Ôi giời ơi này. Ăn cái này. Đây tự nhiên đi. Này. Bạt không có một tị nước nào nghiêng chỉ lạc rơi ra này không có cái gì cả. Đấy. Tuyệt ngon. Mà đây có đầy. À, làm miếng này. Ui giời. Ngon. Ui giời ơi. Nào, chết một giờ đấy nào. Không nên bao giờ chê được cái bát tiên canh này.